thử mang chuột hamster đến cổng trường bán. Cô gái cháy hàng khi học sinh chốt sạch đơn. Từ 80.000. Tưởng chừng như những em học sinh không mấy hứng thú với loại vật nhỏ nhắn này, thế nhưng cái kết lại hoàn toàn khác, khiến cô gái 3 phần bất ngờ, 7 phần sung sướng. Theo đó, một cô gái chuyên bán chuột hamster đã mang nhiều lông chuột đến một cổng trường cấp 1, cấp 2 để bán. Lúc đầu nghĩ bụng, chắc chỉ để trải nghiệm là chính, chứ cũng không có mấy người mua. Tuy nhiên, sự thật lại giúp cô gái cháy hàng trong phút chốc. Khi vừa nhìn thấy những chiếc lồng nhỏ nhắn nhiều màu sắc, bên trong lại có bé chuột xinh xinh đáng yêu, hàng chục học sinh liền hào hứng xúm tới để khám phá xem đó là thứ gì. Thấy con vật này có vẻ ưng ý, nhiều bạn nhỏ đã hỏi giá và quyết chốt đơn luôn và ngay để mang về nhà làm thú cưng. Được biết, giá mỗi bé chuột hamster này khoảng 80.000 một con và chúng khá dễ để chăm sóc. Nhiều học sinh không mang theo tiền nên sau đó đã nhờ phụ huynh chở đến tận nơi để rước chuột về dinh. Bài đăng về những em học sinh và sở thích nuôi chuột đã nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Bên dưới là một số bình luận đáng chú ý. Con chuột 80.000 thích là mua, ngày xưa đi học mẹ cho đúng 2.000 ăn vặt còn sót, nhìn lại trẻ con bây giờ có điều kiện hơn hẳn. Tết xong tha hồ mà chốt đơn nhé, các cháu có nhiều tiền mừng tuổi thì ai cũng thành đại gia hết. Học sinh chỗ này thích mua đồ vặt quá, chỗ mình cha mẹ đưa rước không cho mua thứ gì nên bán ế lắm. Còn tôi thì chỉ sợ các cháu nuôi được vài ba bữa lại chán xong vứt chúng đi thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.